tìm tìm x nghe các bạn. Biết nè, 5x nhân x trừ 2 cộng x cộng 1 tất cả bình trừ 6x bình bằng 17. Thì ở đây các bạn cần nhớ những kiến thức đó là nhân đơn thức cho đa thức. Thứ hai đó là hằng đẳng đẳng thức, được chưa? Vậy tương đương nè, 5x nhân x ra 5x bình. Thì x nhân x ta lấy mũ, mũ cộng nha các bạn. 1 cộng 1 bằng bằng 2. 5 nhân trừ 2 ra trừ 10, x viết lại cộng. Thì đây là dấu cộng nè, thì các bạn có thể bỏ ngoặc, nhưng mà để an toàn thì mình để cái ngoặc cho nó an toàn. Được chưa? Hằng đẳng thức a bình trừ 2, xin lỗi, cộng 2 nhân a nhân b cộng b bình trừ 6x bình bằng 17. Sau đó các bạn khai triển, xin lỗi, bung cái dấu ngoặc ra. Đó, trước ngoặc là dấu cộng, trong giữ giữ nguyên, một bình ra 1 trừ 6x bình bằng 17. Sau đó các bạn rút nè, 5x bình nè với 1x bình là 6x bình trừ 6x bình, rút hết. Được chưa? Đây trừ 10 cộng 2 là trừ trừ 8. Đây cộng cộng 1 bằng 17. Vậy tương đương ta chuyển thằng này qua, cộng chuyển qua thằng trừ, vậy trừ 8x bằng 17 trừ trừ 1 trừ 8x bằng 16. Nhân chuyển qua thành thành chia, vậy x bằng 16 chia cho trừ 8. Nhớ chia cho số âm, các bạn đóng cái ngoặc giùm, vậy x bằng trừ 2. Ok chưa?